Rồi, chị xin chào anh chị và các bạn nha. Chị mới vừa về thêm một chiếc Innova giá rẻ cho anh chị nè, 2017 anh chị. Giá có 485 triệu thôi à. Đây. Xe đẹp giá tốt anh chị, 2017, biển Sài Gòn sẵn luôn. Đây. Ở chiều có đến 3 chiếc Innova xuống sàn luôn. Anh chị có quan tâm thì đến coi luôn, đây nè. 2019 nè. Giá là 540. À, màu đậm ánh kim. 2019 màu bạc nè. Giá là nó cũng là 540 luôn. Đó. À, hai chiếc này cũng là 90.000 cây. Hàng này là 90.000 cây, hàng này cũng 90.000 cây. Và hàng này là 80.000 cây, 2017. 485 triệu. À, vỏ xe nè, mới luôn gì? Đây. Vỏ xe nè, thấy không? Vỏ xe nè, đó. Đây nè. Chạy 80.000 cây thì vỏ nó mòn người ta thay thôi. Đó, đây. À, màu bạc anh chị nha. Nước sơn này liền lạc anh chị, đây. Nước sơn liền lạc. Mở 2017, 485. Giá còn bớt anh chị nha. Giá còn bớt. Đây nè, 80.000 cây thì nó có hao mòn nhẹ rồi. Vô lăng thì người ta đã bọc vô lăng cho anh chị rồi. Không thích thì mình tháo ra anh chị ha. Đây, tắp lô nè, ghế da sẵn cho anh chị luôn. Có bọc trần ni lông cho anh chị nè, ghế da nè. Có lót sàn luôn, có dán phim cách nhiệt luôn. Đó. Kêu chỉ mọi thứ đảm bảo hết. Nói chung là khi mua xe thì chiều cũng kiểm tra hết rồi. Anh chị cứ yên tâm ha. À, xe mua bán thì chị sẽ ghi cho anh chị một cái văn bản cam kết, giấy tờ đàng hoàng. Anh chị cứ yên tâm mà sử dụng. Cam kết không cấn đụng, không ngậm nước. Riêng dòng Innova thì cam kết không taxi luôn. Đó. 485 triệu. Còn anh chị muốn đời cao thì chị qua lấy con 29 nè. 29 này là 540 triệu. Đó. Đây. Ốc cabo, ốc cốp này nọ cũng còn nguyên zin nguyên bản hết đó chị nha. Nguyên zin nguyên bản hết. Đó, quay luôn cái gầm cho anh chị coi nè. Đó, gầm bọng nè, bánh xe dự phòng nè. Ok anh chị ha. Để chiều đi qua bên phía bên tài ha, chiều mở cái nắp cabo này lên. Chị quay cái phần động cơ cho anh chị coi nha. Đây, nước sơn liền lạc ha, đây nó hơi chật xíu nên cái chỗ này không mở ra được đâu. Giờ chị quay bên phía bên tài cho anh chị coi. 80.000 cây. Sản xuất 2017. Đây. Đó, ghế da, lót sàn đầy đủ. Rất đẹp luôn. Đó. Tapi cửa bên tài kêu chỉ mọi thứ ha. Đảm bảo hết luôn. Đây nè, vỏ xe còn rất là dày luôn, 80.000 cây. Xe này chạy 90.000 cây nè. 90.000 cây. Đây. Xe đi chiều cũng đã vệ sinh cái phần động cơ cho anh chị rồi. Ha, đây nè. Mọi thứ ha. Đảm bảo hết cho anh chị nha. Đây nè. Khung xương nè. Đó. Hôm nay chiều về rất là nhiều Innova luôn chị. Quá trời Innova luôn. Có chiếc Innova V nữa nè. Innova V này 29 610 triệu nữa nè. 4 chiếc Innova tổng cộng giờ chắc khoảng tầm 10 chiếc Innova đó. Innova tha hồ cho anh chị lựa chọn luôn. Đây nè. Con này 29 nè. À, 540 xe này còn bớt luôn, xe mới về này chưa có vệ sinh luôn chị. 540 nè. Có rất là nhiều Innova luôn chị. À, từ 17 đến 2020 luôn á. Có bản Venturer luôn nha. Có Venturer cho anh chị luôn. Anh chị cứ vào kênh của chiều á, có đầy đủ Innova trong đó. Đây, anh chị nhớ bấm đăng ký kênh nha. Chưa đăng ký kênh của chiều thì nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi mấy cái xe mà chiều đăng lên nha anh chị ha. Thôi chiều cũng cảm ơn anh chị các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video tiếp theo. Còn anh chị muốn xem thêm thông tin hình ảnh xe này thì cứ kết bạn qua Zalo. Đó, chị sẽ gửi thông tin hình ảnh các bạn đăng kiểm và cái vị trí luôn để anh chị các bạn đến coi. Giá còn thương lượng anh chị nha.